Thì mình có đặt một số món đồ chơi của chiếc G15 V3 từ F1 Store cho anh. Đây, nay mình dắt anh đi tem mới 2019. Thì đây là chiếc G15 V3 tem mới. Hai mình đặt đồ cho ảnh F1 to rồi, giờ mình dắt ảnh đi lên máy tính để mà gắn đồ chơi vô luôn. Đầu 6 rồi, bản số nó lên đầu 6 rồi. Thì mình có đặt một số món đồ chơi của chiếc G15 V3 từ F1 Store cho anh ông anh của mình. Giờ anh về anh chỉ lắp lên thôi, mình đặt sẵn hết rồi.